Thưa quý vị, qua những hình ảnh mang đậm hương vị mùa xuân vừa rồi, chắc hẳn là đã được nhiều quý khán giả nhận ra đây là bối cảnh trong bộ phim Gặp Em Ngày Nắng đang phát sóng trên kênh VTV3. Tuy được ghi hình từ trước, nhưng ekip đã có những tính toán chi tiết để đưa màu sắc Tết cổ truyền vào trong phim. Để hiểu hơn về những nỗ lực của ekip Gặp Em Ngày Nắng, VTV kết nối mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau. Ra mắt khán giả truyền hình vào dịp giáp Tết, ekip Gặp Em Ngày Nắng đã đặt câu chuyện phim trong những ngày đón xuân. Để có được không gian mang đậm hơi thở mùa xuân như thế này, phía sau đó là một chuỗi ngày chuẩn bị đầy vất vả cho buổi ghi hình còn cách Tết khá xa. Bộ phim được bấm máy từ lúc trước Tết âm lịch khoảng độ 2 tháng nên toàn bộ chúng tôi phải set up hết. Nhắc đến Tết là chúng ta nhắc đến hoa đào, rồi chúng ta nhắc đến những giỏ quà Tết. Thì chúng tôi cũng cố gắng lồng ghép những cái không khí đấy vào cho phim. Chúng tôi quay những cái cảnh đấy không phải là những ngày cận Tết nên toàn bộ là đều phải do set up hoặc là do tổ thiết kế làm hết. Ở trong đấy để mà cố gắng tạo cho người xem có cái không khí sát Tết ở trong đấy. Một cái không khí ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam ấy, thì bọn em cũng khá là vất vả để tìm được ra được ví dụ như là cành đào, cành quất để cho nó có hoa rồi có quả, và đi tìm được khá là nhiều các nhà vườn vì ảnh hưởng thời tiết thì nó sẽ rụng lá và ra hoa sớm hơn. Đấy, thì cũng không đạt được 100%, thì chúng tôi cũng phải gắn thêm các cái hoa dạ vào để cho nó đạt được cảnh quay tốt nhất. Một trong những cảnh quay khiến ekip Gặp Em Ngày Nắng phải huy động số lượng lớn diễn viên quần chúng là không gian nấu bánh chưng tại sân chùa Trầm, ngoại thành Hà Nội. Phần đoạn thể hiện nét đặc trưng Tết truyền thống tại các làng quê với không khí đông vui, thấm đượm tình người, để lại nhiều cảm xúc với các diễn viên. Cái đạo cụ đó, những cái sự chuẩn bị đó của ekip từ nồi bánh chưng này, rồi những cái bánh chưng sắp ra hàng dãy dài này, rồi các bà các cô thì ngồi ở chiếu trải chiếu ở sân đình để gói này, thế rồi khói thì nghi ngút lên này, nồi bánh chưng thì sùng sục sục sôi này, chấu thì rắc vào này, củi lửa vân vân, cái làn khói này, cái hương tỏa nó bảng làng trong một cái buổi chiều như vậy. Người xem cũng như tôi là diễn viên trong bộ phim đó thì có cái cảm xúc nó cứ bâng khuâng. Thực sự là mình khi mà mình nhìn thấy thì mình rất là xúc động, vì đấy là cái phân cảnh mà em phải gạt hết tất cả mọi cái công việc ở Hà Nội trong cái ngày 30 Tết mà em đi về quê với bố mẹ. Và khi mà quay trở về nhà nhìn thấy cái khung cảnh đấy, nhìn thấy bố mẹ, nhìn thấy hàng xóm láng giềng, rồi là các em bé, rồi là xung quanh mọi người xúm xít, và cảm nhận là em đúng cái lúc đấy em cảm thấy rất là xúc động. Đạo diễn cũng nghĩ ra cái phương án là mình sẽ tập trung, tức là một số các hộ dân ấy sẽ cùng nhau gói bánh chưng rồi nấu bánh ở tại đình làng ấy, thì là sẽ đưa ra cái không khí của ngày Tết. Bên cạnh không gian bối cảnh chính tại Hà Nội, đoàn phim Gặp Em Ngày Nắng còn di chuyển lên Mộc Châu, Sơn La để khai thác những cảnh đẹp nơi đây. Một cảnh quay tại bờ suối, tình huống quan trọng tạo nên những biến chuyển trong câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính Huy, Phương đã được ekip chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả đoàn rất là lo, vì là thứ nhất em là con gái, thứ hai là cái địa hình cũng khá là trắc trở. Thành ra là khi mà làm việc thì mọi người rất là lo lắng, mà không biết là liệu có ảnh hưởng gì đến diễn viên hay không, hay là cái này có làm cho các bạn ấy bị khó khăn di chuyển để mà diễn xuất hay không. Nhưng mà trộm vía là cái ngày hôm đấy thì thực sự là bọn em phải ngâm nước từ 7 giờ sáng đến tận 1 giờ chiều mới xong một cái cảnh đấy. Và em nghĩ rằng là khi mà mình được làm việc, được cống hiến với một ekip, mọi người hỗ trợ hết sức như vậy, mọi người hết mình như vậy, thì không có cách gì mà không còn cái lý do gì mà chúng em không xả thân, chúng em không cố gắng để đạt được những cái thước phim hay nhất, những kết quả tốt nhất. Cảnh quay khá là phức tạp, cả ekip đoàn phim ấy thì cũng khá là vất vả, toàn bộ ekip cùng xuống vào thì mỗi người mỗi tay mỗi việc. Lúc ban đầu ấy thì các bạn tập thì cũng buộc dây vào người, thì bọn em đứng ở phía sát suối ấy, thì là đứng để bảo vệ, ví dụ như các bạn ấy có ngã xuống thì là cùng nhau đỡ các bạn để tránh xuống suối. Thì sau khi các bạn mà tập được nhuần nhuyễn rồi thì bắt đầu là bỏ dây ra, thì lại tập lại 5-6 lần nữa thì bắt đầu mới thực hiện được cảnh quay đấy. Nhờ những cái chuyến du lịch đấy là tình yêu của Phương với cả Huy được nảy nở, và họ biết trân quý tình yêu đấy, và họ nhìn thấy những các ông các bà họ vui vẻ, họ tràn đầy những năng lượng tích cực, và để mà họ càng ngày càng gần nhau hơn và nhận được ra giá trị của cuộc sống. Đây chỉ là một vài
bật mí nhỏ của anh Đào về bộ phim còn rất là nhiều tình tiết hấp dẫn, ví dụ như là về ông bà này, bố mẹ này, rồi là về tình yêu này. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong bộ phim Gặp Em Ngày Nắng.